Thúc mình, hôm nay mình sẽ giới thiệu câu chuyện Cậu bé đánh trống được nằm trong cuốn sách truyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thúc mình. Hôm nay mình sẽ review quạt máy. Đây là một chiếc quạt mà chúng ta dùng bằng điện đấy, bằng điện và nó có rất là nhiều chế độ chức năng. Chế độ đây nó sẽ có chế độ vừa, chế độ nhẹ và chế độ mạnh. Trên cái chiếc quạt này nó sẽ được thiết kế bằng thân bằng nhựa và cánh quạt nó sẽ cái lồng quạt nó sẽ được thiết kế với là chất liệu bằng sắt và cánh quạt được làm bằng chất liệu nhựa. Chiếc quạt này đang có cái màu sắc đó là màu tím đậm. Quạt thì nó sẽ có mấy phần, đó là phần lồng quạt, cánh quạt và thân quạt. Có một phân đội lính bộ binh Ý được điều đến chiếm một ngôi nhà ở trên đỉnh núi một cái gò cao. Bất ngờ họ bị hai đại đội quân áo bao vây, quân áo bắn bắn sát đến nỗi những người lính Ý chỉ còn kịp rút và nấp trong ngôi nhà và dựng chướng ngại vật chắn các cửa ra vào. Từng các cửa sổ ở trên gác và tầng dưới họ bắn trả dữ dội và quân áo đang tiến đến ngôi nhà. Quân áo bắn lại dữ dội, những trận mưa đạn làm thủng lỗ chỗ bức tường, nát vụn ngói trên mái, làm tung tóe những mảnh gỗ, những mảnh bát đĩa và cửa kính. Chốc chốc lại có người lính ngã quỵ xuống sàn. Vòng vây của địch ngày càng càng siết chặt. Viên đại úy chỉ huy tóc nâu đã bảo, vẻ mặt khô khan, cho gọi cậu bé đánh trống khoảng 13, 14 tuổi đấy đến. Ông viết một tờ giấy gặp lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Cậu bé có can đảm không? Có, thưa đại úy. Đôi mắt cậu bé sáng lên như một tia chớp. Cậu cầm tờ giấy này chạy ngay đến trung đoàn. Vận mệnh của cả quân đội của chúng ta phụ thuộc vào lòng can đảm và đôi chân của cậu đấy. Xin đại úy cứ tin tưởng. Cậu bé đánh trống luồn mảnh giấy vào túi áo. Viên đại úy giúp cậu chui ra cửa, giữ đầu dây thừng cho cậu tụt xuống đất. Viên đại úy thấy cậu đang chạy xuống dốc, bọn áo đã phát hiện ra cậu. Chúng bắn tới tấp, cậu vẫn chạy như một con thỏ rừng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ông già chép sử được nằm trong cuốn sách truyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trong Hàn Lâm Viện được nằm trong cuốn sách truyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review bồn rửa bát. Đây là một bồn rửa bát có một cái chất liệu làm bằng chất liệu inox, và nó sẽ làm chất liệu inox nên nó sẽ không bị rỉ khi chúng ta có thể sử dụng rất là thường xuyên và tiếp xúc với cái nhiều cái chất, ví dụ như là chúng ta nấu đồ ăn, nấu thức uống ra, chúng ta đổ đây cái loại gia vị như là muối mặn ấy, nó sẽ không có bị tình trạng bị rỉ sét. Và là bằng inox nên lúc nào cái bồn rửa bát chúng ta nó cũng sáng sáng bóng, nên chúng ta có thể vệ sinh rất là dễ dàng. Bồn rửa bát thì một bên của chúng ta có thể rửa thịt, một bên có thể rửa hoa quả. Một cái bồn rửa bát đôi này rất là tiện lợi, chúng ta có thể là sử dụng với cái bồn này rất là tiện lợi và hữu ích. Đại vua Lê Thánh Tông có một viên quan.
Đời vua Lê Thánh Tông có một viên sử quan tên là Lê Nghĩa. Ông gầy guộc, mái tóc bạc phơ, bộ râu cằm cứng, bết thành một đám vểnh lên như mũi vác. Suốt ngày viên sử quan chỉ quanh quẩn trong Hàn Lâm Viện, ghi ghi chép chép. Một buổi chiều thu, sử quan đang mải mê làm việc thì có một vị khách từ trong cung đến. Khách nói: "Tôi là quan hầu cận hoàng thượng, hoàng thượng sai tôi đến Hàn Lâm Viện mượn cuốn sách Thực Lục." Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chú bé Hắc Bin được nằm trong cuốn sách truyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Quả Cầu Tuyết được nằm trong cuốn sách truyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review chiếc TV. Chiếc TV thì trong mỗi gia đình chúng ta thì gần như trong nhà chúng ta đều có một chiếc TV. TV nó cũng có rất nhiều loại, TV màn hình mỏng, TV màn hình dày. Thời trước thì chúng ta cũng có cái loại TV đó là TV đen trắng. Với cái sản phẩm này thì với cái TV này là một cái TV màu và hình ảnh nó được chiếu được sắc nét nhất. TV nó sẽ có những cái hình chiếu những cái kênh hoạt hình hay kênh giải trí, rất là nhiều các chương trình ở trên cái TV. Và để chúng ta tiếp cận được với TV thì chúng ta phải có cái nguồn internet nữa, thì giúp cho chúng ta có thể cập nhật được tất cả các độ các tin tức ở trên thế giới và Việt Nam. Tuyết rơi ngày càng dày, một đám học sinh vừa ra khỏi trường đã ném vào nhau những quả cầu nắm bằng thứ tuyết ẩm cứng và nặng như đá. Vỉa hè rất đông người qua lại, bỗng người ta nghe một tiếng thét to bên kia đường và thấy cụ già đang lảo đảo hai tay úp lấy mặt. Bên cạnh cụ một em bé đang kêu: "Cứu ông cháu với!" Lập tức mọi người từ phía đó tới, cụ già tội nghiệp bị một quả cầu tuyết đập trúng mắt. Cụ đeo kính, kính vỡ, mảnh kính đâm vào mắt cụ. Đám học trò hoảng hốt chạy, đám đông vây quanh cụ già. Một vệ binh và mấy người khách qua đường thét hỏi: "Đứa nào ném? Đứa nào nói mau, người ta khám tay đứa trẻ để xem có ướt vì tuyết không." Gia Rốt Phi run rẩy bảy mặt nhợt nhạt. Garone bảo Ganofi: "Cậu thú nhận đi, để mọi người khác bị bắt thì thật hèn quá, mình không cố ý mà." Garofi trả lời và run như một tàu lá: "Nhưng cậu vẫn phải làm bổn phận." Garone nói: "Mình không đủ can đảm, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu." Garone nói một cách quả quyết, nắm cánh tay bạn, dìu bạn đi như dìu một người bệnh. Chào mừng các bạn đã đến với kênh